Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tiếp bà Marisa Lago, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC. Tại cuộc họp, hai bên ghi nhận những thành tựu nổi bật trong hợp tác thương mại thời gian qua, với tổng kinh mạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 123 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng sạch và bền vững. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và thứ trưởng Marisa Lago cũng trao đổi về hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Quá trình thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPEF, hợp tác năng lượng chuyển đổi số. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thúc đẩy thương mại tự do, công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và tăng trưởng bền vững bao trùm tại khu vực trong đó các nước asean giữ vai trò trung tâm thứ trưởng marisa lago đánh giá cao sự tham gia của việt nam trong tiến trình liên kết kinh tế khu vực thời gian qua đồng thời cho biết hoa kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế đầu tư hiệu quả và bền vững qua đó tạo động lực mới cho phát triển của kinh tế khu vực